Quay chưa? Có đó là quay hả? Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trang điểm bì ly thành cô gái con đội nước Mỹ bị hư 8 mí. Vô. Có trắng không? Không. Mấy chim kia chắc có đó, có nhũ nữa. Là chim. Chim nội nè. Có rồi. Bỏ mắt trên đây đi, còn em đâu có thấy gì đâu. Ừ đúng rồi, anh làm lại đi. Em đâu có thấy đường đâu. Đẹp không? Đẹp không? Quá to luôn cái đó. Nào để cho mình xin giới thiệu với các bạn, đây là một ca giấy phẫu thẩm mỹ 8 lần, mỗi lần 2 mí. Trời, vẽ chồng nữa hả? Thôi mắc cười, em không thấy được. Toàn ơi, chuẩn bị cái bảng chưa Toàn? Đào nó chuẩn bị bảng chưa? Được tới 4 giờ nữa. Có sao vô mắt không? Không sao, này bông Berlin xịn mà. Vô mắt không vậy? Sao ai cũng có một người hết vậy? Em phải ba đào xong rồi. Trời ơi, sao nó kinh khủng. Lát nữa là Liên sẽ trở thành một bệnh nhân bị bác sĩ hãm hại cho trở thành một ca phẫu thuật thẩm mỹ tan nát gương mặt. Còn bây giờ thì mình đang làm bác sĩ ha. Bác sĩ các bạn.